Vâng, lần đầu tiên thì anh Cường muốn gửi đến toàn bộ các anh chị, cô chú cùng toàn thể các bạn ở đây. Không, tất cả khán giả ở đây. Anh Cường lần đầu tiên rất là vui và cũng có một lần đầu tiên là chính thức được giao lưu cùng với một câu lạc bộ nhạc vàng, nhạc trữ tình, những ca khúc còn mãi với thời gian. Hôm nay anh Cường muốn thể hiện cho tất cả các bạn ở đây cùng lắng nghe một ca khúc nó mang tên Tình yêu cách trở. Mong các bạn xin một tràng pháo tay ủng hộ cho anh Cường. Tình ta gửi gió mây.
bây giờ. Em muốn xa anh thần sao, thôi đành kiếp nào gặp nhau.